cầu vẫn tiếp. Không. Kêu là cây gạt nai. Mấy người mà bị chặt chặt tay lấy này bó nè, hồi đợt Dương Năm về là bị chặt tay lấy cái này bó vô nè. Gạt nai nè. Ừ. Nó giống như cái sừng nai á. Kêu gạt nai. Dạ thành nay thấy được ăn canh bầu nữa rồi đó. Hên là canh bầu ăn không có ngán. Hello, ôm làm gì vậy anh? Đố em anh làm gì? Không biết luôn. Kho cá rô. À. Nào giờ ăn rô mà kho với bầu chưa? Cái kho mà bỏ rơm chưa? Chưa. Nay em thử. Anh thấy người ta nói ăn ngon lắm, anh chưa ăn rồi. Rồi mở đầu video, xin chào quý ông bà cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Xin chào cả nhà. Nay mời cả nhà cùng vào bếp nấu bữa cơm với hai ba mẹ con. Thấy vợ rồi mà quên là có thêm. Rồi hai mẹ con quen dùng từ hai mẹ con mấy tuổi. Thấy vợ rồi quên là có vợ luôn. Nay nhà mình ăn canh bầu. Cá rô kho rau ôm. Dài ba cái rau này làm sao để vài bữa đổ đất bên kia trồng cây bên đó. Ủa chứ không phải sáng nay được đổ đất hả? Không, nó không ghé nó vài bữa nữa. Ở đó. Mình còn mấy xe nữa? Ba xe anh. Nhà chứ cũng mua đất từ điều. Sáng thấy mà người chạy chở chai đồng không ba quấn à. Người ta mua công này công nọ, mình mua xe này xe nọ. Cũng là mua đất gì ta chưa. Đúng là bất động sản. Ai hỏi anh làm gì là bất động sản. Đó mẹ chứ bữa cơm này nhiêu tiền? Có rô nó rẻ mà. Đó ngay hết nhà nhiêu tiền? Tép 30 ngàn. Tép nãy nói rồi. Đâu có nói. Tép nãy con nói rồi. Mà mẹ không nhớ, mà mẹ nói đại đó sao. Rồi cá rô nhiêu? Cá rô cỡ khoảng 25 ngàn. Vậy cá rô gì nhiêu đó 25 ngàn? Rẻ rẻ à. Rô đó mà 25 ngàn à. 35 ngàn. Rồi thịt nhiêu? Thịt chắc cỡ khoảng 40 ngàn à. Đố em nhiêu? Đố em đo đâu không đoán rồi. Em đoán chung đi. Không đoán từ cái mới chung. Cái hả? Thịt 30 ngàn. Tép 30 ngàn. Cá 40 ngàn. Cá rô 42 ngàn. Đó em đó. Thịt 35 ngàn. Tép 30. Trời ơi con. Thịt 30 hả? Thịt 35. Mẹ nói 40. Khi giờ mình khi cái thằng ba chỉ này cho nó khô lại mà cho trong cái rô cho nó ngon. Đường nè. Nước mắm. Hết nước mắm rồi. Nước mắm ngon ướp luôn. Bạn áo đỏ chứng tỏ gì vậy? Chứng tỏ nhiều niềm vui. Nước mắm vậy. Mà cái áo đỏ chứng tỏ là có áo màu đỏ. Áo đỏ trên nổi. Trời nóng mà anh thấy em bận áo đồ thấy còn nóng dữ nữa. Nóng hỏi luôn à. Thấy hot nè. Nó dọn dãy. Con này nó cong quá rồi. Đó, em bẻ lại. Xong rồi em thêm nước vô. Đúng rồi, à, để xin nó đậm lên nè. Có hai chị bầu mà ăn hoài hết. Còn ra nhiều lắm mà Tư.
ngon quá nè. Mày ăn hai món à? Đơn giản. Thêm xoài bằm nữa. Xoài bằm để mình chấm nước à. Ba món. 100.000 được 3 người. Được ngày. Rồi. Để rồi ôm được rồi đó. Ha, cho sắc xuống cái nên. Chắc cũng không có nước à, chấm rồi mà. Để rồi ôm vô. Mình có bỏ xài vô mình. Không biết cái này chua không nè. Cái này hả? Em nhìn xem thấy nó không chua hết. Ừ, anh thấy cũng không chua lắm nha. Nó lừa anh rồi, tại vì chua lắm. Đâu em cạp thử miếng không. Ngọt ngắt luôn, em hửi cái mùi đó, thơm. Thơm. Vậy mà dụ anh, anh nói mua xà chua về để ăn. Đâu em cái tách miếng em ăn ngay. Ngọt, cái này ngọt chắc luôn. Sao ngọt ngay hả? Ngọt ngay luôn. Rồi. Ví dụ vậy. Bà nào bà bắt kỳ vậy? Nếu mình ăn thì chua bắt kỳ quá vậy. Thì mới nói anh lựa cho nhỏ, anh thấy cho nhỏ nó chua, nó cho bự nó chua hơn. Ngọt, ngọt như đường luôn á. Nhìn cái màu là em thấy nó ngọt rồi. Rồi, thanh niên đi chợ ví dụ. Anh cũng thấy vậy là thấy ví dụ. Cái này là ngọt mà. Ngọt. Vậy ngọt là làm chi em? Ê, ngọt mình để vô ăn được không hay mình ăn chanh vô? Ừ, ăn chanh vô đi. Ừ, xong rồi cái mình xài đi. Mình chả chua. Chán. Chán anh. Cái bà bán này quá. Bán vậy rồi mốt sao ta mua nữa. Bỏ vậy. Bán rồi. Nên giờ ta phải có nhìn tâm. Nhìn vô là biết liền. Người ta phải có tâm. Thấy thanh niên cái vụ người ta vậy. Vụ anh mua hai trái nữa. Xong cái nói không ăn trái ăn nhiều quá không hết. Cái nói vậy thôi vụ cũng được thôi. Anh muốn ăn mấy con? À, 8 con. Ở đây không có đủ rồi. Vậy mà cũng hỏi nữa. Hỏi mà không đáp ứng được yêu cầu của người ta. Anh phải đếm chứ, anh phải đếm số con trong chảo rồi anh quyết định chứ. Đó, có thịt nên ngon ha. Em thích ăn nhất là cá mà có thịt về nè. Cái thịt nó béo béo, béo béo hay lắm. Che hết cá luôn. Ngọt dữ luôn. Ăn cái bầu này. Rồi mày cả nhà cơm với ba mẹ con nha. Cơm thôi. À, cá rô kho rau ôm. Cá rô kho rau ôm ăn với canh bầu nấu tép. Giờ tới đường này rồi. Giờ nó thích thở lội à. Không ngày nó đau chân. Nó đâu lội đâu. Nhà lúc nào mà thấy đau chân là thấy dễ thương quá. Bữa nào thấy rồi, xong mày cả nhà dùng cơm. Mày cả nhà ăn cơm chưa? Cả nhà ăn cơm nha. Mình. Hồi đó giờ nuôi chó nuôi mấy con là lúc nào mà thấy nó bệnh là mới thấy nó dễ thương. Thôi nó quậy. Quậy gì nó đập hết chứ. Gấu cũng vậy chứ. Kho rau ôm thơm nha. Thơm béo lấy đồ chân xương. Ăn cái rồi đó. Không có cái chén nặng nặng lắm. Chén để hành nãy đó. Ủa để ừ. Cá này không có miếng trứng. Xài trứng vô đây. Cá này người bán nó nói nuôi trong ao sen. Không, anh thấy chua rồi mà em. Anh ăn thử coi. Không, nãy anh ăn nó chua rồi. Em thấy nó chua ở điểm nào hết trơn. Anh ăn đi.
Mấy người ăn chua nhiều, mấy người làm biến lắm. Tức là cái này nó không có chua luôn. Đó, chua đâu? Chua. Hay quá, vậy mà chua. Mẹ ăn thử đi mẹ. Không có chua. Có để gì vô không? Nó chứ ở trong nó chua, mà ở ngoài nó chua. Làm gọt cái vỏ cho. Không chua. Nó chua rồi đâu. Nó phải chua thì nó cái vị nó mới ngon được. Không. Nó chấm mấy cá này nó phải chua chua nó mới ngon. Không có chua. Mà ăn miếng tí quý vô. Mà ăn cũng ngon. Mà ăn chấm như vậy nó mới ngon. Nặng cái quý biết nặng đâu không? Nặng vô cá. Nặng ừ. Nặng vô cá này nè, nó phải có miếng vị chua thì mới ngon. Ăn cá rô ngon mà nhiều chương quá. Mấy vỏ mà chua. Bà này dụ rồi. Anh tính lấy trái nhỏ xíu á, trời non á, nó chua. Cái bà nói trái bự nó chua hơn. Mà trái này con giòm không thấy nó hơi hơi hồng hồng sao? Kiểu nó già quá. Nó kẹ dễ chín. Ừ. Có miếng chua chua vô cái mình ăn thấy nó ngon lắm rồi. Ừ. Bán mà không thật thà vậy chứ. Ngày thầy giống như là giống như ngày thầy giống như ăn thịt trong này ngon nè anh. Ừ. Ăn vô nó thơm á. Ừ. Ở nhà là mà ai chưa ăn thử á, có thể thử ăn kho kiểu giống nhà mình không? Anh làm cái gì anh? Anh làm củ tấm. Củ tấm rồi rửa hạt. Hạt giống này hả? Ừ. Hôm bữa làm biến tách ra đổ chung vô ngâm bây giờ. Rồi lựa ra ngu. Hạt nhỏ nhỏ này là hạt gì? Hạt nhỏ này là hạt cà gót. Chê ngu. Bây giờ phải tốn thời gian rồi lựa ra ngâm 80 hộp trong đây nè. 80 loại hộp loại chứ. Này là măng tây nè. Này nhú 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 mầm nè. Này là ngò gí. Còn cái này là sâm long. Này là ớt. Cái này là củ dền. Vậy mà anh để một đống chung với nhau vậy. Đó, bữa chơi ngu. Chơi ngu lấy tiếc. Đây là me. Me lăn nhào đường. Mình hôm bữa có con cô kêu em chỉ cách làm kìa. Đúng tủ cho tiên luôn. Em mắc cỡ quá. Nhưng mà phải có me nhà mới ngon. Mua me ở ngoài cũng không có ngon. Mua me mà thứ này dắt người ta bán mình để nấu chua hả? Ừ, không có ngon. Quảm là nó mới tập bay cái nó đây nè. Chích chích cái ba cái ba chích chích. Dũng nít hả? Dũng nít hả? Ông ăn chứ ông gì vậy? Ông ngửi vậy? Ông sờ vậy? Ông không ăn. Không có dí bồ câu nghe chưa? Bồ câu là bạn nha. Hư lắm. Giờ trồng su hào thứ được không?
su hào. Anh phải trồng vô cái khay. Nè. Ủa cái cây su hào hả? Không biết trồng khay rồi bứng ra nó có cũ không, giống như củ cà gót không? Trồng ra cũ bậy bạ. Củ cà gót anh gieo thẳng vô đó luôn rồi. Đây là cây cà rốt này ha anh? Không, cái đó là cây củ cải trắng. Củ cải trắng cà rốt đâu? À là thẳng luôn. Đây nè. Là chưa lên. Nó mới lên chút xíu à. Nhiều khi đất mình cứng quá cái là cái củ nó không có lên á anh. Không, cái củ này nó nằm ở trên mặt. À. Vậy thì có khả năng. Ừ. Chứ nó nằm dưới đất như là cà rốt với củ cải trắng á thì nó hơi hiu. Củ cải trắng thì nằm nửa củ ở trên mặt. Còn cũng có củ cải đỏ, củ cải đỏ nằm tút dưới luôn. Nó chỉ lào chầu lên chút xíu à. Qua cỏ đỏ mới hiu. Quả trắng thì mình trồng được mấy lần rồi đó. Em tưởng là do đất mình nó cạn quá cái nó trồi lên. Anh trồng mấy cây xa nhau vậy anh? Ừ, củ nó bự vậy nè. Tàn bự ra. Cách một tấc. Một viên gạch nè. Để làm viên gạch vậy cũng dễ canh. Canh hàng vậy nè. Một cửa đường khơi theo cái đường rồi ra các cửa khác đường khơi từ đường có nhiều loại làm khơi chăm sóc trồng cây ngô khuyến khích nông dân phát triển theo hướng an toàn sinh học. Khai thác từng tuần 13 trên 13 trệ lời khơi và lời ba trên 13 đường có thể tạo chức là hàng trệ trệ nông dân trên lại phát triển. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay của gia đình cuộc sống miệt vườn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Cả nhà, vài bữa là ở đây là sẽ có một dàn củ, với đây là rau nè, đây chỉ là rau nè, củ nè, món trồng đây là quả, rau củ quả, món dài qua đây trồng, đang đợi chuẩn bị đâu đó.